Thưa quý vị, hình thành hệ thống các hợp tác xã lâm nghiệp bền vững đang là hướng đi được tỉnh Thừa Thiên Huế chú trọng để nâng cao công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời góp phần thực hiện tốt đề án xây dựng các hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành được một số hợp tác xã theo mô hình này, mở ra nhiều hướng đi trong nâng cao chuỗi giá trị rừng trồng. Ghi nhận của phóng viên thời sự về những hiệu quả bước đầu của mô hình hợp tác xã này tại huyện miền núi Nam Đông. Với sức trẻ và đầy sự nhiệt huyết, anh Hồ Văn Vẻ, thanh niên người đồng bào dân tộc ở xã Thượng Nhật, đã cùng nhau tự nguyện và quyết định theo đuổi ý định thành lập một hợp tác xã lâm nghiệp bền vững Thượng Nhật để giải quyết việc làm, có thêm nguồn thu nhập từ việc phát triển rừng trồng gỗ lớn FSC, đồng thời được làm những việc có ích cho cộng đồng xã hội. Sau khi tôi được các bạn vận động hợp tác xã vận động để thành lập hợp tác xã bền vững của xã Thượng Nhật thì bản thân tôi quyết định tham gia để giúp cho bà con có một kinh tế bền vững, đặc biệt là bà con chúng tôi được hưởng lợi từ các chủ rừng cung cấp các cây giống thân thiện với môi trường và giúp cho bà con chúng tôi có một công ăn việc làm ổn định. Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững Thượng Nhật có số lượng 29 hộ thành viên với diện tích rừng trên địa bàn là 723 hectare rừng trồng, trong đó có hơn 400 hectare rừng trồng của hộ gia đình. Đặc biệt, đa số thành viên hợp tác xã là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Chiến lược phát triển của hợp tác xã lâm nghiệp bền vững Thượng Nhật là tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, sơ chế gỗ bằng vốn góp huy động của các thành viên, vốn hỗ trợ của nhà nước thông qua các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp và phát triển hợp tác xã, xây dựng và phát triển đồi khai thác và tỉa thưa gỗ rừng trồng tác động thấp để cung cấp dịch vụ cho thành viên theo hướng ngày càng mở rộng về quy mô. Sau khi đại hội của hợp tác xã chúng tôi đã hoàn thành thì chúng tôi muốn là hợp tác xã chúng tôi muốn ra nó là trồng rừng cây gỗ lớn, và thứ hai trong đó là mở xưởng sơ chế và đưa đồng bào chúng tôi dân tộc Ca Tu chúng tôi đi lên vì lợi ích cộng đồng. Điều đáng ghi nhận đó là hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số nhưng mà có vốn số thành viên tương đương với bốn hợp tác xã đã thành lập trước đó là khoảng 29 đến 30 thành viên. Nhưng mà họ có số vốn điều lệ là cao nhất là trên 800 triệu đồng so với bốn hợp tác xã đã thành lập. Và đáng ghi nhận là gần một nửa thành viên trong đó là được tốt nghiệp đại học bằng cái nhiều cái hình thức khác nhau. Và đại đa số là con em đồng bào dân tộc thiểu số trẻ chưa có việc làm thì tham gia vào hoạt động hợp tác xã. Đây là mô hình hợp tác xã hoạt động theo chuỗi giá trị rừng trồng gỗ lớn, có doanh nghiệp đầu mối Scansia Pacific bao tiêu toàn bộ sản phẩm gỗ lớn FSC. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp này tiếp tục hợp tác và hỗ trợ thúc đẩy để chuỗi giá trị rừng trồng gỗ lớn FSC trên địa bàn Thừa Thiên Huế duy trì tốt, liên kết chặt chẽ và các bên đều có lợi. Việc thành lập các hợp tác xã lâm nghiệp bền vững của các xã tiến đến hình thành liên hiệp các hợp tác xã lâm nghiệp là hướng đi phù hợp, góp phần thực hiện tốt đề án xây dựng các hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020. Trong năm 2019 này thì đây là đơn vị đầu tiên của tỉnh. Nó có một cái những cái nét đặc thù rất là mới cho cái việc thành lập cái hợp tác xã ở cái vùng đồng bào dân tộc ít người này. Điểm đầu tiên đó là đa phần các thành viên tham gia thành lập hợp tác xã thì đó là những thành viên là người dân tộc ít người, rồi cái tỷ lệ đại học rất cao. Có một cái điểm mới nữa là doanh nghiệp lại tham gia góp vốn vào cái là thành viên của hợp tác xã này, thì chúng tôi cho rằng đây là một cái điểm rất mới mà chúng ta có thể nhân rộng cái mô hình này. Phát triển kinh tế tập thể nói chung, kinh tế hợp tác xã nói riêng là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều chính sách quan trọng để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó có chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã. Vì vậy, nếu hợp tác xã tổ chức cả hoạt động dịch vụ sản xuất kinh doanh liên quan đến rừng trồng, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, có uy tín, thì sẽ thu hút nhiều đối tác bên ngoài sử dụng dịch vụ của hợp tác xã.